Ta phải siêng năng tu tránh hạnh như vậy khi chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Trong cõi Phật ta không có những giặc cướp quán hại, do đó cõi Phật ta vô cùng thanh tịnh, cũng không còn các độc ác khác. Này xá lợi tử, các Bồ Tát này. Nếu ở nơi đồng trống hoang vắng, sa mà khô cằn cũng không sợ hãi. Vì sao? Vì Pháp của Bồ Tát là như vậy, không có những sợ hãi, thường nghĩ thế này. Ta phải cầu học Pháp, dứt trừ khát ái cho các hữu tình. Không nên đối với điều này sanh sợ hãi. Giả sử ta vì việc này mà đói khát đến chết. Đối với các hữu tình nhất định không xả bỏ sự phát khởi tâm đại bi bố thí nước Pháp nhiệm màu. Lạ thay, bạc phước thay, các hữu tình ở nơi thế giới không có nước ta phải siêng năng tu tránh hạnh này để khi chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề trong cõi phật ta không có những đồng trống sa mạc hoang vu cháy bỏng vì thiếu nước như vậy ta phải phương tiện khuyên nhủ các hữu tình tu phước nghiệp thù thắng bất cứ ở đâu ta đều làm cho họ đầy đủ tám nước công đức Ta kiên trì tinh tấn dõng mãnh, phương tiện giáo hóa tất cả hữu tình do nhân duyên này khiến ta tinh tấn ba la mật đa, nhanh chóng được viên mãn, mau gần quả vị vô thượng, tránh đẳng bồ đà. Này xá lợi tử, các bồ tát này, ở nước đói kém cũng không sợ hãi, vì sao? Vì các Bồ Tát này mặc áo giáp công đức dõng mãnh tinh tấn, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, phát nguyện thế này. Khi ta chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, trong cõi Phật ta không có những đói kém như vậy. Các loài hữu tình đầy đủ vui sướng, tùy ý cần dùng những gì nghĩ đến có ngay, như chư thiên trên trời nghĩ điều gì đều có thứ ấy. Ta phải phát khỏi tâm kiên trì, tinh tấn dõng mãnh, làm cho các hữu tình phát nguyện đầy đủ tất cả thời gian, nơi trốn, tất cả hữu tình, đối với tất cả của cải vật dụng, giúp cho sự sống không bị thiếu thốn. Này xá lợi tử, các Bồ Tát này gặp lúc tật dịch cũng không sợ hãi. Vì sao? Vì các Bồ Tát này thường quan sát kỹ, không có pháp gọi là bệnh, cũng không có pháp, có thể gọi là người bệnh, tất cả đều không, không nên sợ hãi. Ta phải siêng năng tu tránh hạnh, để khi chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề các loài hữu tình trong cõi Phật ta, không có những tai nạn tật dịch, tinh tấn tu hành tránh hạnh thù thắng. Này xá lợi tử, các Bồ Tát này nghĩ, quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề trải qua thời gian lâu mới được, không nên sợ hãi. Vì sao? Vì kiếp số đời trước, tuy có vô lượng, nhưng trong khoảng một niệm nhớ nghĩ phân biệt tích tụ sự thành tựu kiếp số đời sau nên biết cũng như vậy thế nên bồ tát ở trong ấy không nên sanh tưởng lâu mau mà cho rằng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề trải qua thời gian lâu dài mới chứng đắc biển xanh sợ hãi vì sao vì kiếp số đời trước đời sau dài ngắn đều là tâm tương ưng với một sát na Thế nên này xá lợi tử đại bồ tát tuy nghe trải qua lâu dài mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng ở trong ấy quan sát chắc chắn kỹ càng không sanh sợ hãi. Này xá lợi tử các bồ tát nào đối với những sự thấy nghe hiểu biết pháp đáng sợ hãi mà không sanh sợ hãi, nên biết bồ tát đó mau chóng chứng sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên này xá lợi tử, Đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên theo giáo pháp chân tịnh không của Như Lai, mặc áo giáp công đức, tinh tấn tu học đối với tất cả pháp không nên sợ hãi.